Quang Phạm xin kính chào quý cô chú anh chị bạn nha. Hôm nay thì Quang cùng với chú Tư vô nhà của chú Tư để quay nhà chú Tư chia sẻ cho quý cô chú anh chị bạn cùng xem nha. Đây đang trên đường về nhà chú Tư nè quý cô chú anh chị, thấy chưa? Quay nhà chú Tư cho quý cô chú anh chị các bạn cùng xem nha. Cho biết gia cảnh của chú Tư như thế nào để chia sẻ lên cho quý cô chú anh chị biết. Chú Tư là cũng người rất là hiền lành. Chú Tư nói là chú Tư quen biết Thím Út là chỉ qua là chạy xe ôm thôi nha. Nhưng mà chú Tư nói là chú Tư không có chịu Thím Út nha. Thì chú Tư hàng ngày chú Tư chạy xe ôm hồi đó giờ luôn. Thì thực sự mà nói thì cũng là cái duyên thôi. Cái duyên với nghề YouTube đó. Thì Quang lên vô tình thì Quang cũng gặp được chú xe ôm. Thì đang ngồi uống cà phê thì Quang thấy trong hình thì Quang mới biết chú nha. Hồi vô tình thì Quang cũng gặp luôn là Thím Út đi đang đi xách đồ nuôi nhóc về nha. Thì sẵn đó Quang cũng kêu là Thím Út vô để trò chuyện với chú xe ra ôm luôn. Nếu mà gia cảnh của chú thấy khó khăn thì Quang sẽ ủng hộ cho chú thêm một ít nha, ít tiền. Thì xem như là quà để lấy thảo và giúp đỡ cho chú luôn nha. Chú đang chạy xe phía trước Quang đó. Xe đồ chạy hơi ớt. Wow, đường này là đường vô nhà của cô tư dê chai luôn nè. Wow, nhà của chú Tư là nhà chú Tư đâu chú Tư? Cái đường này là trong đường của nhà của cô Tư nè, chú biết không? Cô Tư dê chai của chú biết không? Chú mua cơm hay vậy? Mua thuốc ha. Một ngày là chú hút bao nhiêu gói thuốc chú Tiêu Tư? Ngày gói bách tô ha. Đây nè, cái đường này là đường vô nhà của cô Tư dê chai luôn á. Cô Tư mà lụm dê chai á chú biết không? Cái cô Tư mà ưa lụm đồ ăn dồi á. Ở trong kia, khúc trong kia chút. Gói bách tô nhiêu chú Tư? 8.000 ha. Ngày là chú hút 2 gói. Gói hả? Rồi lên đường. Đường này là cái đường vô nhà của cô Tư dễ trai luôn nè quý cô chú anh chị.
Nhà chú Tư đây ha. Dạ. Nhà chú Tư nuôi mấy con chó bự gì hả chú Tư? Ôi ôi, con này con heo chứ con chó gì? Nè. Con này con heo này con chó gì? Dạ dạ, thăm nhà chú Tư. Nhà chú Tư ôi ôi. Nó có cắn không? Ôi gan như con heo vậy nè. nhà chú Tư dạ, chú Tư ha. Dạ. Yeah. Con mừng đó. Ôi ơi, gan như con heo á. Nè. Này đến thăm nhà chú Tư cho biết nhà chú Tư. Dạ 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 dạ. Dạ. Được rồi, được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Dạ dạ. Dạ. Dạ được rồi. À anh là con ghẻ hả? À. Thấy chú Tư. Chú Tư nổi tiếng quá đến thăm nhà chú Tư. Để lấy nước không? Nước được không? Dạ. Chú Tư có mấy đứa cháu rồi chú Tư? Có đứa cháu ngoại rồi con ơi. Đứa cháu cháu ngoại ha. Ừ. Cháu trai hay cháu gái chú Tư? Cháu gái con. Dạ. Nhà chú Tư thấy cũng ok rồi. Quá ok. Cũng thấy cũng thoải mái. Chắc chú Tư đi làm cũng đam mê thôi hả chú Tư? Làm sao? Không, chú Tư đi chạy xe đơm á. Ừ, như chạy cũng gì đam mê thôi ha. Ừ. Cháu qua ngày con. Dạ. Còn chú Tư thì có con ghẻ lo hết rồi. Ừ. Dạ. Ghẻ về đây sống luôn hả chú Tư? Ừ, về sống luôn con ơi. Dạ. Anh làm gì vậy chú Tư? Con ghẻ chú Tư làm gì? Nó để xe. Xe tải hả anh? Ừ. Ờ. Ai mướn xe tải chạy ha. Chạy xô ha. Mình mình làm tài xế hay là mình chạy xe nhà? Nó tài xế. Tài xế ha. Một bước rồi đó bấm một nhớ một cái. Ờ được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Ừ, được rồi, được rồi. Rồi chú Tư có người con ghẻ giỏi quá trời nè. Ờ nó cũng làm rất trắng coi. Dạ. Thấy giỏi quá. Để cho quạt con đi chú khỏi. Thôi con khỏi quạt, quạt công nó hù hù. Ừ. Ôi con chó nó phái mình nè. Phái con rồi đó. Mừng con rồi đó. Mừng con nè. Giờ lộ xe gắn con ăn con. Đại ca. Ờ đại ca y gan như con heo á. Hú lù ra. Từ con. Ừ, chó này hả? Ừ, rồi. Nó ăn cơm nó không ăn con. Ăn mất đút luôn. Ừ. Trời ơi. Lấy muỗng và thọng ra hả? Không ra đút vô, không đút nó ăn. Vậy đó hả? Ừ, thôi nhìn nó chứ nó không ăn. Trời ơi. Con chó này thuộc dạng như mà là mình nuôi là hên là vô là mình cưng chiều nó đó chứ gặp. Gặp. Đút giết nó quen á. Đúng rồi. Giờ dạ đút nó ăn không đút rồi chứ đó. Vậy đó hả? Ừ. Giống như hồi đó giờ là mình đút nó quen rồi hả chú Tư? Ừ. Không đúng là nhìn đói luôn, thà là nhìn đói chứ không ăn coi. À, đây con bên Trường Giang cũng nói tôi cũng không còn vậy. Ừ. Ông ai cái đi lại đút gì giết nó quen cái gì rồi đút luôn. Đút luôn vậy ha. Đút hoài luôn á, sáng đút chiều đút. Dạ. Uống nước đi con. Dạ uống dạ con. Dạ. Con dạ. Cảm ơn chú Tư. Ừ. Rồi, con cũng tặng chú Tư gửi tặng chú Tư 500 đi ha, chất tiền quỹ trên kênh con đó. À. Tặng chú Tư 500 tiền của anh Tuấn với chị Nga anh Mỹ đó ha. Gửi tặng cho chú Tư 500 nha. Chú thành dạ. Thật cảm ơn con luôn ạ. Dạ. Đây đến thăm nhà của chú Tư con thấy vui quá. Chú Tư cũng nhiệt tình. Dạ. Chú có gì thành thật thì nói con có dạ. Sao chú nói vậy con đúng không rồi. Có nói nhóc láo hồi trơn coi. Nhưng mà thành thật ta thương coi. Đúng rồi, mình thành thật và thương người ta thương à. Chú Tư. Giống như bữa con thấy cái clip mà con tưởng là chú Tư với chú Thiếm Út là quen nhau lâu rồi chứ. Chứ để mình nói dốc nói láo rồi mơ chiều mốt nọ một ngày không biết thì hai ngày không biết ba ngày bốn ngày cũng biết từ chỗ đó biết mình nói dốc có láo rồi coi thôi có sao chú nói gì thành thật chứ nói rồi coi. Đúng rồi cái gì cũng vậy người mình thành thật báo phong coi mình thành thật là mình tốt với chú Tư để mình
nói dốc lên đó cái người ta vài bữa người ta phát hiện cái người ta chửi mình nữa mà mới chiều mốt nó người ta biết được cái luồng dư luận người ta chửi cực lắm nè ăn đúc từ muỗng gì nè đâu chó hả vậy đó hả đúc nữa đó rồi đó gì đó vậy đó hả đúc vậy đó cái này thuộc dạng dạng như là đại gia rồi lúc từ muỗng vậy đó ha chó đại gia cốc nữa trời ơi cốc chấm không cuốn mà chứ không chấm không chịu ăn nữa cốc trái cốc quá hả cốc thái mình nhỏ nhỏ chấm không cuốn chó là đại gia rồi lỡ bữa nào mình đi mình quên rồi mình không học đi tối luôn hả về tối cũng đúng rồi còn 8-9 giờ mới đúng rồi cốc hả thuộc dạng chó đại gia rồi gia gì 7-8 giờ lúc nè nè ăn cốc chấm uống luôn đó cốc đó đây ăn cốc đó cốc ha đúng ăn ha chấm chấm cho mắm bún ăn chứ không chấm ẩu ăn á đó trời ơi không? Chó này nổi tiếng rồi nè 27 kg rồi đó chó 27 kg ha ở đó là nó mới cho 23 đó cái này 27 nè giống chó này là giống chó gì anh xin tay ha chó gì không biết chó gì ha bên tiểu bên 3 bữa là tắm 4 bữa là tắm không chó mấy chó lồng sát gì nè mình dễ chăm lắm nó không có dơ chứ mấy chó lồng xù mà mình nuôi là nó cực lắm á cần dữ ha mà này có đây hả tiếng hả đúng rồi anh là ở dưới Bằng Tăng đó hả nhà anh quê Bằng Tăng hả cháu này có ở Bằng Tăng đó con nè anh chú nào ở huyện chuối á cái chú hả em trong này trong gần trường mình học cấp 3 cấp 2 đó đúng rồi danh mà vậy là mình làm tài xế chạy xe tải hay là xe khách chỗ con nghĩ nó gửi chỗ bãi xe trường cấp 2 đó cấp 3 đó chỗ bãi xe nó đó lấy xe nghỉ chạy hoài gì ok giờ có công an việc làm thoải mái mà làm nó cũng bờ nữa con ơi đụng 5-7 bữa nó mới chạy 1 bữa 5-10 bữa mới chạy 1 bữa ít có đồ quá à nó chạy vậy đó rồi chị làm gì cũng gái của chú nó có làm gì đâu con ơi nó mướn thuê làm lặt vặt gì thường mình chạy đó mình chạy Sài Gòn được hả sao Sài Gòn chạy tập lum chưa đủ hết mình chạy cho chạy đầu gãy cho đầu mối chứ vậy đúng rồi không xe tải chạy cực lắm đúng rồi nếu mà mình mà có xe nên chạy xe dịch vụ chứ chạy xe mà xe tải để chở đồ nè là mình tự mình xuống một mình đó xe mà nhỏ nhỏ đó khoảng cỡ 1 tấn 1.4 tấn đó hả hay là 700-800 là mình tự lên tự đem xuống với bà luôn đó đem đồ thấy giá đem đồ mệt quá coi lên xuống giá dễ còn lên 6 tấn cỡ đồ gãy đồ nước cũng như cái mấy cái khớp nó là 10 mấy 2 ký đó bỏ lên xe bắt đầu mình chắc chồng lên 8 chồng 9 chồng lên đúng rồi thẳng tay là mồ hôi ướt áo luôn á chở ra đó đủ nước lấy trong trường á dạ anh đã về đây ở ghế bao lâu rồi lâu rồi con mấy năm ha tệ đúng rồi chú thì cũng chú cũng lớn tuổi rồi về đây ở phải rồi nó về là gì anh là mấy anh em ở dưới mấy anh em dưới đồng 7 anh em bảy anh em ha ba gái bốn trai ha nữa lên kênh YouTube Quang Phạm Cần Thơ xem nha hay là fanpage á trời đẹp trai mà sợ gì mấy chuyện đó như cái thằng hồi nãy nó mới vừa lại con nó quăng nó xin coi nó nó thấy nó kết liền nó thấy bắt máy kết phải liền ha phải liền bắt nãy like là chú Tư là biết nhiêu không 2200 người coi đó đấy bữa nào ông like hết tôi nghe cây giờ cơm đút cho nó ông like luôn thằng mập này nè đúng rồi bữa nào lên chơi quay nhà chú Tư rồi quay thằng mập đó cho tao coi không có quay thằng mập là lên coi chuyện tao đòi mua đó cơm một lúc mua trời trời tao gặp cái nhìn cái tướng nó quá trời đẹp gì mà ai nói không cái tướng nó đẹp thiệt coi tướng nó đẹp lắm nhìn thấy ăn cơm mắt đút không đó gan như là con heo vậy kìa nó nằm giống heo không nằm cái tướng gan như con heo luôn kìa tôi biết sao nó mập quá nó phải hai cái giò nó phải giang ra vậy đó ngủ thở từng khi vậy đó vô đậu trời con chó gì nhà chó vô phòng ngủ không chó này là chó được ha chó được coi chó được thiến rồi nó bởi nó thiến rồi nó không theo cái đút cho hỏi quay đút cho nó ăn coi không hồi nãy có ấy clip lại đó thấy là đút cho nó ăn
quá chừng đó. Thấy cũng thôi mà thì... mình tại mình cưng nó từ nhỏ đó, mình chắc mình đút nó ăn cái mình đút từ dưới đó cái đúng rồi con gái này chắc đi chơi với mẹ đó hả? Dạ. Uống nước đi. Trời ơi, mới uống thì với chú nè. Uống đi. Trời ơi, mới uống thì với chú nè. Uống miếng uống được không? Có gì mình nén. Quay mặt này nè, quay mặt được mặt nè. Thấy mập mà biết là nhìn mập nè, nó biết im rồi. Nó nhìn kìa. Ai lại nhà cũng sợ nó. Đi đòn à. Rồi con. Con. Mập á. Mà quánh á. Đi đòn nha. Thấy cái máy còn nó sợ cái máy đó. À chắc nó sợ cái máy quá. Sợ máy đó. Nó gặp cái máy lạ lạ nó sợ. Đúng đi con. Không nghe mấy con chó này nghe, mình ở đây là mình có hàng rào đó chứ mình không có hàng rào ra là lấy quớ là mới mốt không còn gặp nó được á. Đúng rồi. Đóng cửa bỏ trong nhà bỏ trong nhà luôn. Đúng rồi. Bỏ trong nhà luôn. Về mở cửa nha. Gặp mấy con mập này là nó khoái lắm á. Trời ơi nặng lắm, mất tiền lắm. Nó bắt là con rồi. Nó có súng gì đó nó bắn cây rồi mình chết chắn cho luôn. Dạ. Đúng rồi. Mất tiền lắm. Bên này tới cửa tắt rồi mà cúp nước, chưa cúp nước. Đúng rồi. Bên này cúp điện, đâu có cúp điện, tưởng cúp điện. Cúp điện mới cúp nước cho ta sao mà không cúp điện mà cúp nước. Chắc nó xúc bồn dữ bà, cúp nước. À xúc bồn ha, đúng rồi. Ờ để ai? Xúc bồn mà dơ lắm. Trời cái lưng chó này anh đoán là khoảng nhiêu ký? 27 kg á. Cân ngượng qua hả? 27 kg hả? Ừ. Ôi ơi. Chú Tư giờ có mà con gãy hiếu thảo rồi, im rồi. Trời ơi, kêu ở nhà đó cho chạy xe rồi, ở nhà mở nó buồn, ở nhà buồn. Đúng rồi. Không, thường nó nói anh nghe là mấy người mà già già, ta không có muốn ở nhà. Quen rồi. Quen coi. Nhà buồn. Đúng rồi. Nhà buồn rồi coi. Ngủ ngủ không có được. Ờ. Tại bây bà giờ kiếm 50-70 ngàn bỏ một phê mầm một phim. Đúng rồi. Nhà đi không chịu, nó buồn. Quen rồi. Tại vì đó giờ ổng chạy xe quen rồi đó. Ừ. Rồi giống mình nằm ở ngồi trong nhà cái nó thấy nó bức bí lắm. Ừ coi. Dạ. Bức bí lắm. Ra tới mình lui mình. Nhiều khi mình đi vòng vòng mà mình làm kiếm tiền được, mình có tiền mình xài, mình thấy thoải mái, mình khỏi sinh con cháu nữa. Ờ đúng vui rồi. Vẻ chú. Khỏe. Giống như ví dụ như rồi. Mình muốn đi đám đi tiệc gì đó cái mình có cái tiền cái mình là lấy cái tiền của mình đó mình ra mình đi cái thoải mái. Ừ. Cái mất công có con hay gì mà mình không đi làm đó rồi cái mình nói mời bà đi đám mà gì cái mình xin thì cũng ngại không chú. Hiếm kỳ quá con ơi. Không có tiền mua cà phê, nốt thuốc này kia nọ, mua có thuốc không lẽ mỗi lần ấy mà xin đó con hen con. Dạ đúng rồi, chú nói gì cũng đúng. À. Như con nữa con cũng vậy chứ mình có còn sức thì mình còn làm nào mình không còn sức thì mình nhờ con cháu nuôi. Vậy là làm hết nổi hả con ơi, kể còn làm được còn con làm bảy nó kiếm sống qua ngày con. Đúng ơi. Rồi ngày giờ nhiều khi cũng kiếm được trăm mấy 200 hoặc là mấy chục gì cũng đúng rồi con, đúng rồi đó. Bữa giờ bữa khác con có bữa cũng trăm mấy vậy, con bữa 70-80 50-60 20-30 không chừng nổi. Thường là 4-5 giờ là chú đi hay là tới 7-8 giờ chú mới đi ra ngoài bến chú? Xe còn 6 bây giờ chú đi, 6 mấy 7 giờ chú đi chứ rồi. Dạ. Tới trưa chú về ăn cơm hay sao chú? Trưa về ăn cơm. Dạ. Rồi cái chiều cái mình... Cơm vừa ra 1 giờ, một mấy cái chú đi nữa tới 5-6 giờ chú về. Thí dụ có khách thì chú chạy tới 7-8 giờ, không có chú 5 giờ, 4 giờ chú về. Dạ. Vậy cũng vui chú Tư ơi. Dạ rồi mình là tự mình làm ra có tiền thấy thoải mái. Ừ. Không có phụ thuộc vào con cháu thấy nó cũng vui. Nhiều khi chú còn có tiền cho mấy đứa cháu nữa nó còn mừng nữa. Này đất này của chú Tư sống hồi đó giờ đây luôn hả chú? Đất của chú Tư con sống hồi đó giờ luôn. Dạ. Yeah. Chú Tư có miếng đất này đây không? Ăn trước bên kia. Bên kia của người ta con ơi. Của ta ha. Nhầm vậy của người ta. Chú đất này ra sao cho sao không chú Tư? Chú ra sao tốt thì sao xa dữ lắm mà đất của người ta cũng đất ruộng của người ta nữa. Người ta lên bờ người trồng cây chứ con. Chú có là nhà không đó con ơi. Làm nhà ha. Mình bề dài khoảng nhiêu mét đó chú Tư? Bề dài bề ngang nó 10 thước, bề dài nó 14 thước rồi con. Dạ. Yeah. Rồi, chú Tư dẫn con vô thăm nhà chú Tư chút xíu. Cho khán giả cũng đang hóng xem nhà của chú Tư.
Bác Tư gái lúc mất nhiêu tuổi rồi chú Tư? 63 tuổi con. À, 63 tuổi ha. Dạ. Ô, nuôi tới 2 chó lần hả? Ừ, chó này đẹp dữ hả? Ừ, chó này mua nuôi cũng bộn bộn tiền cho, rồi nha. Cho kiện coi. Cho kiện. Si. Chó này tên gì? Nó tên Si. Chó này nuôi mua cũng bộn tiền rồi nghe. Ừ. Đúng rồi, này chắc mua Sài Gòn ha anh. Ừ, mua Sài Gòn con. Con gái mua Sài Gòn. Cháu ngoại mua ở Sài Gòn mua vậy. Ha. Ừ, chú tới đó hết rồi con. Dạ, tới đó hết ha. Này bề nhài cũng được. Bề nhài dài cũng được khoảng 20 mét không ta? 14 mét rồi con. 14 mét hả chú Tư? Rồi chỗ này mình nấu cơm ha. Ờ, lên nấu cơm nước ăn rồi con. Dạ. Thấy cũng rộng ha, nhà chú Tư sẽ thấy rộng ha. Ừ. Ra ngoài này là đất của người ta hết hả chú Tư? Ừ, từ đó sao đất của người ta hết chứ hết. Ờ, đất của người ta hết rồi. Dạ, nhà cũng nhà chú Tư vậy là sớm mà thoải mái rồi. Ờ, vậy cũng được con ơi. Kính mưa kính nắng chú ở thì được rồi. Dạ, chú Tư ngủ trong phòng hay là ngủ chú trước? Ngủ trong phòng này nè con. Ờ, phòng này của chú Tư ha. Ờ, ngủ này nè. Dạ. Nhà chú Tư cũng rộng rãi thoải mái à. Ờ. Dạ. Mát hả chú Tư? Nhà chú Tư lắp là phòng mát hả? Ờ, cũng mát con. Dạ, mát thoải mái. Rồi, chú Tư ra trước chơi. À. Hôm nào rảnh ghé nhà chú Tư rảnh ghé chơi nha con. Dạ, dạ. À. Uống hết nước rồi con, uống hết. Dạ, dạ, uống dạ. Hết nước rồi con. Đây là phía trước nhà chú Tư. Này cũng thuộc dạng như khu dân cư hết chú Tư. Ờ. Đây khu dân cư ha. Ừ. Bởi vì thấy cũng đông đúc thoải mái. Ừ. Dạ, giống nhóc nhà hết con ơi. Dạ, nhóc nhà chứ. Ừ. Đây vui ha. Vui. Hồi đó thì không có nhà cửa hết chứ con ơi. Dạ. Đất ruộng không thấy ghê lắm, đường tựa không đi, đụng lấy gớm ghê, một đêm hôm đi không dám đi đâu nữa. Trời ơi, đất giờ đất đây đất tiền tỷ. Ừ, rồi, à. Rồi bây giờ đất tiền tỷ gớm không nổi nữa chú Tư. Hồi giờ đất hồi này mấy cái nhà này hồi đó đất này đất ruộng không con. Dạ. Ờ, ngoài đồng ruộng không, mình tao lên mua, người ta lên bờ, lên ruộng cất lên nhà đó con. Dạ. Chứ nếu mà bây giờ mấy cái miếng đất này đụng vô là tiền tỷ không nữa chú Tư. Ừ. Giờ mình được có mấy miếng đất này là ngon luôn á. Đất này nó mua rồi con, nó mua 400 triệu coi. Cái gì mua 400 triệu vậy? Nó mua trước lâu lắm coi. Dạ. Yeah. Mấy năm nay rồi, 4-5 năm nay nó bỏ đại luôn. Ở miếng này ha? Ừ, miếng gạo đó. Dạ, dạ. Nó sắp sửa nó cất nhà đó. Dạ. Bây giờ mà ta... Cái đó là miếng đất nó bị ngang mấy mét chú Tư? Bị ngang biết mấy mét rồi, dài chạy bị ngang giá cho 4-50 mét rồi coi. Ôi ôi. Ừ. Mua có 400 triệu rồi ta. Giờ mà bán chất cũng tỷ mấy. Bán tỷ mấy luôn á. À. Là trả nó 1 tỷ 1.2 tỷ nó chưa bán. Đúng rồi. Ừ. Dễ gì. Đất bây giờ nó tất đất. Ừ, đất đất tất vàng vậy con. Đất tất vàng. Dưới đất của ở đây là thuộc dạng của quận Thốt Nốt. Ừ, đó quận Thốt Nốt nó bây giờ nó có giá quá con ơi. Dạ. Giá lắm. Miếng đất của chú Tư đây mà ngang bự chứ bộ. Ừ, ngang này bằng 5 mét không chú Tư? Bề ngang nó tới 10 mét rồi con. À. Tuốt vào đó. À, còn quanh kia nữa ha. Ờ, quanh kia tới cái ghép giáp vào hết luôn. Dạ, dạ, 10 mét ha. Ừ. Rồi con mà chào chú Tư nha. Cảm ơn chú Tư nha chú Tư. À, con hôm nào có gì con rảnh ghé nhà chú Tư chơi. Ghé nhà chú Tư chơi con. Dạ, dạ, rồi cảm ơn chú Tư mà hôm nay đến đây chơi nha. Chú cũng gửi lời cảm ơn đội mạnh quân của con ha. Dạ, dạ, rồi. Cảm ơn con. Dạ, con xin này lời. Dạ, con. Rồi, dạ dạ bữa nào đi chú Tư nha. Dạ dạ. Ôi, ở trên này chấm tấm mà chó hả? Ỉa hả? Ừ. Cưng quá. Thôi em cũng về nghe anh. Rồi hôm nào anh em ghé chơi. Rồi bye bye. Rồi con về chú Tư. Dạ, rồi rồi. Dạ dạ. Thôi Quang cũng xin kết thúc video tới đây nha quý cô chú anh chị. Đường này đường vô nhà của cô Tư luôn đó. Quang chào quý cô chú anh chị và chúc tất cả quý cô chú anh chị mạnh thường quân trên kênh của Quang Phạm Cần Thơ thật nhiều niềm vui và là mong phát tài ạ.